Xin kính chào ông bà, cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Đi Đến Đây. Hiện tại đang là chiều, thời tiết rất là đẹp. Hiện tại chúng ta đang trên con đường Ung Văn Khiêm. Cầu sắt này là để dẫn vào bệnh viện Đa Khoa An Giang. Khoảng chục năm trước thì nơi này thì chỉ là ruộng thôi. Được quy hoạch xây con đường để cho tiện vào bệnh viện, đường vào bệnh viện với mở rộng từ phường Đông Xuyên đi xuống phường Mỹ Phước, Mỹ Quý, Chợ Chôm á. Hai bên đường thì rất là nhiều quán nhậu. Cũng là rất là nhiều quán ăn. Bên tay trái mọi người là bệnh viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang. Còn đối diện bệnh viện là rất là nhiều tiệm phương Tây. Đây là đi con đường Lý Thái Tổ, nó dài. Khoảng tầm 5-6 năm trước thì con đường này chưa có. Vì hiện tại trước đây là nơi này là có mấy cái hẻm nhỏ, được quy hoạch để làm một con đường rất là dài để tiện đi từ đường Trần Hưng Đạo cũng là 91 dẫn vào bệnh viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang cho nó thuận tiện hơn. Nhờ đó mà hai bên đường rất là nhiều người dân mở cửa hàng kinh doanh đủ thứ. Bên tay phải mọi người là bán shop quần áo rất là nhiều ạ. Còn bên trái thì rất là nhiều quán nhậu luôn. Cũng là có bán shop thực phẩm nữa. Bên trái mọi người là trường trung học nổi trời chúng ta có trường học viên nha. Giờ tan làm nên mọi người rất là về rất là đông đúc, cũng có mấy người tay sẵn đi vô quán nhậu để nhậu luôn. Chúng ta tiếp tục trên con đường Lý Thái Tổ. Đường này được xây dựng nên giá nhà đất hai bên cái cũng rất là mắc cao. Cái thuận tiện kinh doanh nên người ta thích mở mấy mặt tiền lắm. Đang trên con đường Trần Hưng Đạo, ở đây đang thuộc phường Mỹ Long,
đây là trung tâm. Trước mặt mọi người là đèn bốn ngọn đã được thay đổi rồi. Chúng ta sẽ rẽ phải đi con đường Nguyễn Trãi. Ngày xưa đường này là đường đại lộ tự do. Bên đây là ngôi trường Phổ Học Công Sư. Còn hai bên đây là trường cơ sở và trường tiểu học. Tiếp tục qua giao lộ giữa đường Nguyễn Trãi và đường Hà Hoàng Hổ Hùng Vương. Chúng ta tiếp tục tới giao lộ Lưu Văn Cù. Xưa chỗ này cũng chưa có. Những người nào mà sống ở khúc này sẽ nhớ. Những cô bác chú lớn tuổi.
số chùa đó được gọi là chùa Minh Sư. Chúng ta rẽ phải. Là con đường Lê Minh Ngương. Đường này thì rất là nhiều hàng quán bán đồ ăn nên mọi người có thể là ăn uống thoải mái. Bánh mì, cơm, hủ tiếu, phở có đủ luôn. Đường này đường Thọc Hầu. Nếu là chúng ta đi qua bên kia là Lê Minh Ngương. Nếu mà qua ngã tư là tới bên kia là đường Lê Minh Ngương. Sớm quá chưa tiết mục. Đây là hội sách. Những ai mà thích đọc sách thì có thể ghé vô để tham quan và mua những cuốn sách yêu thích. Tết bây giờ cũng rất ít người đọc, thì hiện tại giờ nhờ có công nghệ người ta sẽ đọc trên điện thoại là nhiều. Chúng ta sẽ đi thẳng.
là Đại Tư Cường. Bây giờ được xây thành cái thành như vậy. Trên con đường này có một cái gặp hát, ngày xưa gọi là gặp hát Thanh Liêm, đây bên tay phải mọi người, giờ là trung tâm văn hóa nhiều món ăn, trái cây, nước uống, đồ nướng. Video đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị đã xem hết video này. Chúc quý ông bà cô chú anh chị được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Mọi người nhớ like, đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn. Và hẹn gặp lại.